qua bao cuộc chống giặc ngoại xâm và dựng xây đất nước của từng thời kỳ, có không ít những danh tướng, danh thần mắc phải hạ oan bởi lòng đố kỵ hẹp hòi và dòng dõi gia tộc. Đại danh thần Nguyễn Trãi và lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ là minh chứng cho sự thực đó. Án tru di ba họ với gần 500 người phải chịu chết oan đã để lại cho Đại Việt một nỗi đau khôn tả và mãi mãi. Ngọn lửa bùng lên trước khi vụt tắt. Thì lộ ta chỉ làm những gì cần hành xử mà thôi. Nỗi oan kia có thấu đến trời. Ai có hiểu thói đời hay đến bạc, ranh giới nhạt nhòa mong manh thiện ác, ta vô tình lạc bước từ môn quan, lòng ngay chúng vẽ thành gian, biết tìm ai tỏ nỗi oan khiên này. Mình ta trong
vậy mà thấy trăng tỏ bên thềm, nhìn trăng sáng thiếp càng thêm đau đớn. Nghĩ thân mình nay gây tội lớn mà kéo theo một gia tộc phải chết oan, nỗi rứt dây nặng tựa non ngàn. Ông trai ơi, thiếp xin chàng trách tôi. Oan, oan à? Vậy đức vua chết thì không oan hay sao? Tôi đã danh danh không thể biện bằng, có nhận hay không thì cũng sẽ khép vào tội chết. Chỉ có điều nếu như bà khai ra hết thì ta sẽ ban cho cái kết nhẹ nhàng, còn nếu không vẫn cứ ngược ngang thì trước khi chết sẽ phải chịu muôn ngàn đau. Thế nào, bà có khai không? Ta không có tội, vợ chồng ta không có tội. Vẫn còn cứng đầu, lấy đánh, đánh cho bằng khai ra thì thôi. Dừng tay. Thế nào, bà có chịu khai ra không? Các người cần ta khai làm gì chứ? Đằng nào thì ta cũng chết kia mà. cần lắm chứ. Tội giết vua thì đương nhiên xử tử, nhưng trong sử thư phải biên rõ nguyên nhân, để đời sau còn có cái mà cần. Giữa công tội giữa công tội của trung thần ta biết, ta biết các ngươi nhắm vào chồng ta hãm hại chỉ vì tội của chàng là ái quốc mà thôi. Chàng như cái gai trong mắt lũ quan tồi nên tìm kế bẻ đôi ra bằng được. Lòng con người thì sâu muôn thước, nhất là những người có danh bổng tư cao. Ai biết được mưu đồ của Nguyễn Trãi thế nào? Hòng giết vua, ông giết vua để ngồi lên ngôi báu. Xưa nay từ phổ chí kinh, trung thần ấy thì chỉ đi tìm chết mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu theo phe cánh bọn ta thì đâu phải chịu cảnh cả nhà khác chung. Cỏ dài mọc lẫn phù du, cỏ vẫn là cỏ, đâu thể cùng sánh vai. Tấm chồng ta ví như non thái, đâu dễ gì ban cho lũ sai lang. Chân để đi muốn chém giết cứ mang ra mà xử. Được, nếu người đó muốn chết thì ta sẽ được y như vậy. Thảm oan
loài rắn ác nhi tụi sống đi dù khó khăn đi thì ta vẫn biết đi rằng ngày mai ta sẽ được bình yên. Được, lính đánh đánh cho bằng khai ra thì thôi. Khai không? Không. Có hay không? Không. Có hay không? Không. Không hay có? Có. Giết bằng gì? Thank you.
lòng chàng tiếp càng thêm tủi hồ. Tiếp phải đau gỗ đá vô chi, chỉ vì thiếp mà tam tật bị chú si. Tội muôn trời, dẫu tháng đi con giường, nay cái chết đang chờ trước cửa, thiếp với chàng lại chia nửa vầng trăng. Chàng nay dưới cánh chim bằng, ta oan chẳng được trôi trăng với đời. Chàng ơi, quanh vắng to
làm thân trâu ngựa cũng không đủ hoàn. Kìa, thì lộ nàng ơi, những oán thù là do tay ta chuốc, chúng chỉ mượn nàng làm dây buộc vào ta. Đừng tự trách mình, đừng tự trách mình, bởi lũ gian tà chúng hạ độc thì hoa nào chẳng héo. Tiếc cho nàng gió vờn mây ghẹo, tiếng cho ta tiếng cho ta khéo tròn vua thờ. Thôi đành hẹn dưới xuôi mơ án này hậu thế sẽ giải ngờ cho ta. Tàn căn tinh xương lạnh, ly biệt kẻ từ đây, kiếp sau gặp lại sẽ tiếp mới duyên này. Không, ức trai, ức trai, ức trai, ức trai, ức trai. Hồn thơ, một trung thần khai quốc, một phi nhân lại đến bước này sao? Đưa giang sơn qua kiếp nạn binh đao, hết trọng dụng, hết trọng dụng chúng đẩy vào trong tôi. Xót xa thay đời muôn vàn lối, ta lại đẩy chàng vào nơi tâm tối nhất cuộc đời. Giờ thục hình đã tới, bà còn điều gì phải chăn chuối nữa không? Cứ coi như một giấc ngủ là xong, đừng oán trách ta cho lòng thêm chiếu nặng. Ta chỉ là tay lạc cả, đến để bắt lùa trắng cho bạn. Chết đi sau có ra mà, thì cũng đừng có tìm ta mà kêu oan. Các người là những kẻ ghen tài, ghét đức, những kẻ thắt lửa bỏ tay người. Các người hãm hại vợ chồng ta, Rồi các người sẽ bị trời tru đất diệt. Ta sẽ được minh oan, Chồng ta sẽ được minh oan. Được, vậy thì lính đầu hành quyết.
6 tháng 8 năm Nhâm Tuất, tức ngày 19 tháng 9 năm 1442, mà lịch sử còn ghi lại bằng máu và nước mắt của bao người vô tội. Ở nhà con hay đau đầu sổ mũi,
thường hay xoa cho con. Con còn nhớ không? Bây giờ con giữ lại đây đi, để khi trái gió trở trời, còn còn có cái mà dùng. Hiếu, con nghe lời mẹ, ở trong này con cố gắng cải tạo thật tốt, rồi sớm về với mẹ, về với gia đình con nhớ. Mẹ mừng còn hơn được người ta cho bạc cho vàng. Vì lần này mẹ vào, con không còn xua đuổi mẹ như ngày xưa nữa. Cái ngày mà mưa rơi phủi phàng, trời mưa ngập nước anh tôi, mẹ đến đây cổng đôi
Dù sao tôi cũng cảm ơn bà đã thấy bố tôi đến đây để không. Dù sao cũng cảm ơn bà thấy cha tôi đến để mà thăm giờ thì đã xong việc thăm đến để thăm tôi việc đến thăm là xong và hãy đi chẳng trừ gì nữa tôi mong muốn bà là mong đi bà đi cho bà về đi cho Hiếu ơi con cho mẹ ở lại bên con thêm một chút nữa thôi. Bà không nghe tôi nói gì à? Kiều Hiếu ơi bà về đi có chuyện gì vậy? Dạ chào các bộ ạ. Dạ không ạ. Dạ không ạ. Dạ có chuyện gì bà đi đi. Dạ thưa anh, không có chuyện gì đâu anh à. Anh ơi, nó đây, cái thằng mà ngày xưa anh hay bế nó, mà anh còn nói anh bế nó để lấy hơi cho chị nhà sinh con trai. Anh còn nhớ không? À, em nhớ, thằng Hiếu, dạ. Thằng Trung Hiếu đây mà. Dạ. Lớn quá rồi. Chị ơi, em vẫn nhớ như in. Cái ngày mà cháu mới sinh ra được mấy tháng ra, anh chị phải bế nó ngay lên bệnh viện để mà thấy cái con. Anh ơi, trẻ con mà, đứa nào mà chẳng hay bệnh vặt hả anh? Dạ. Hiếu ơi, Hiếu, đây là bác Nghĩa. Ngày xưa, bác ở ngay cạnh nhà mình. Năm con lên 4 tuổi, thì bác dọn nhà lên thị xã. Bao năm trời, bây giờ mẹ đi gặp lại bác đi con. Con lại chào bác đi con. Dạ, cháu chào bác Nghĩa. Thôi, được rồi. Này, dạ. Cố gắng cải tạo cho tốt, sớm hòa nhập với cộng đồng, rồi còn về với bố mẹ cậu chứ, dạ. Nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. À này, chị ơi. Dạ. Lên thăm cháu mà không có quà quê, không có đồ ăn gì cho cháu à? Dạ, dạ thưa anh, tất cả em đã kê khai hết ngoài phòng thăm thân. Chỉ có cây này, các anh ấy đã kiểm tra và cho em mang vào đây với con à. Trời ơi, cái gì mà cất kỹ thế này? Dạ. Em xem nào. Thế là đừng ai. Này, mẹ cậu là quý cậu nhất đấy nhá. Dạ vâng ạ. Đâu, em xem cái gì nào. Cái này là... chồng em đây. Hiếu ơi, kể từ ngày con vào đây, sức khỏe của bố con mỗi ngày mỗi yếu, chắc vì nỗi buồn đau tuyệt vọng không nói thành lời, cộng với những năm tháng gian truân vất vả, nhiều lần bố của con đi việc là mẹ phải bán hết tất cả những gì có thể bán để chạy chữa cho bố con. Làm xóm ai cũng thương, nhưng ai cũng nghèo, phải lo ăn từng bữa thì làm sao mà giúp được mình. Những ngày cuối đời trên giường bệnh, bố con chỉ mong mỏi một lần được vào thăm con.
nó bỏ con mà đi. Con đã hứa sẽ trở thành người tốt như lòng bố mong muốn mà. Sao bố tâm đời con? Bố sao đã bỏ con mà đi?
mặt xấu xí kia không phải là của mẹ, mà chính là của tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con ơi, Hiếu ơi, mẹ không trách gì con đâu. Mẹ không trách gì con đâu mà. Mẹ ơi, bao năm cực khổ nuôi con, đến nay chẳng thể con còn nghiệt canh. Bao năm mẹ khổ vì con. Xóa hết
Đã bảo không đứa nào đùa càng cả. Để chị còn chiêm bao nó. Yo.
là nên gái hoàn ngày giữ bằng gì vàng. Thế mà người cô á, lúc nào cũng hơi như là
Rồi đất ơi, con với cháu đây. Úi giời ơi, nó ơi, nó ơi. Mày có khép ngay cái tàu lá chuối của mày vào cho tao nhờ. Hết bao nhiêu tiền tao chịu. Chứ mày cứ chạy bạch, chạy bạch ra như thế. Tiền ông con ra ở cả cái làng Vũ Đại này, nó mà loạn thấy là mất trắng đấy con ơi. Ừ, mất. Úi giời ơi, nó lại còn ư mất. Úi giời ơi, nó ơi, mày cũng thích ngay cái tàu lá chuối của mày mà. Cái gì mà thích thế nhỉ? Úi giờ
trời ơi, cái gì mà thích thế nhỉ? Không thích thì thôi, thích thì thơm có nở thêm miếng nữa. Nở đẹp lắm. Có thật không?
đời này. Chỉ chỉ sống có một thân một mình, anh em không có, họ hàng làng nước cũng không. Suốt ngày chỉ lấy câu chửi làm trò vui cho thiên hạ. Hôm nay gặp nợ, chỉ mới biết thế nào là tình thương. Nợ, nợ có thương chí không? Nào có thương chí không? Nào hả? Chí! Nào chí! Nào chí! À Nào ơi! Từ hôm nay, Nào ra ngoài này ở với chí cho vui nhá! Chí sẽ đi cày quê quân mướn để lấy tiền nuôi Nào! Có tiền rồi, chí sẽ mua cho Nào một cái nhà thật to, một cái vườn thật rộng. Rồi! Nào, xin nấu cơm cho chị ăn, xách nước cho chị tắm. Ừ. Có tiền rồi, chị sẽ mua cho Nở một cái cung cười thật to. Ừ. Hàng ngày chúng mình còn dệt vải, dệt vải xong rồi chúng mình dệt. Dệt gì? Dệt. Rồi, Nở sẽ sinh cho chị một đứa con. Con gái cơ. Con trai cơ. Con gái cơ. Con trai tốt như chỉ. Con gái đẹp như Nở. Thank you.
rồi đất ơi. Thì ra là thằng Chí. Con nó đâu? Nó ơi. Ôi. Ui rồi đất ơi. Thì ra là con nó. Ui rồi ơi con ơi. Thế này thì mất. Rời đánh thanh vật kia. Mày làm hại đời cháu bà thì bà cho mày một trận. Nó, mày vào trói cái thằng Chí vào trong cô. Trói nó vào. Nhanh. Trời đất ơi, bảo nó trốn, nó lại ôm, nó lại bóng. Thế thằng Chí, nó là của con rồi hả?